chào mọi người, kênh Sức Khỏe Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu về hạt rẻ cười. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán hạt rẻ cười tại thành phố Hồ Chí Minh, uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy. Nằm trong top các loại hạt bổ dưỡng, hạt rẻ cười tự hào là thực phẩm giúp bổ sung nguồn dinh dưỡng một cách lành tính, hiệu quả tuyệt vời cho sức khỏe con người. Ngày nay, hạt rẻ cười càng được ưa chuộng không chỉ về độ thơm ngon, giá trị sức khỏe mà nó mang lại, mà còn là món quà quý cho người thân. Hạt rẻ cười Thanh Bình 100% hạt gan tự nhiên, thơm ngon, không sử dụng hóa chất tẩy trắng, bạn có thể hoàn toàn an tâm khi sử dụng. Hạt rẻ cười rất giàu chất xơ, giúp ngăn ngừa táo bón, giảm nguy cơ ung thư đột kết và lợi tiêu hóa, bổ sung các axit amin và lượng protein dồi dào, phù hợp cho người ăn chay, vận động viên, người chơi thể thao, giúp giảm cân, ngăn ngừa thừa cân, béo phì, tốt cho hệ tim mạch, giảm cholesterol và chống tăng huyết áp. Ăn hạt rẻ cười không gây ra tăng lượng đường trong máu. Vitamin A chính trong hạt rẻ cười rất cao, vì vậy rất tốt cho mắt, giúp mắt sáng khỏe từng ngày, làm chậm quá trình lão hóa da, ngăn ngừa nếp nhăn, giúp da mịn màng sáng khỏe, cần thiết trong quá trình mang thai và tốt cho thai nhi. Cách sử dụng hạt rẻ cười rất đơn giản. Với hạt rẻ cười còn sống, bạn có thể rang trực tiếp trên chảo hoặc làm chín bằng lò vi sóng và ăn trực tiếp. Mỗi ngày bổ sung từ 10 đến 15 hạt rẻ cười là bạn đã bổ sung đủ vitamin trong hoạt động một ngày. Ngoài ra, hạt rẻ cười vụn, xay bột, thái lát nhỏ đều có thể dùng làm bánh hay đắp lên bánh ăn kèm rất tuyệt vời. Bạn cũng có thể làm sữa hạt rẻ cười, vừa làm thức uống thơm ngon yêu thích, vừa cung cấp dinh dưỡng mỗi ngày cho trẻ. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của hạt rẻ cười và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và nhấn đăng ký ngay bên dưới màn hình nhé.